Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay mình sẽ được giới thiệu với các bạn cách đăng ký mạng Vinaphone 7K một ngày với những ưu đãi vô cùng đặc biệt. Vậy các bạn hãy cùng mình khám phá ngay trong video này. Quả cước đầu tiên mình xin được giới thiệu để các bạn đó chính là quả cước D7 của nhà mạng Vinaphone. Giá cước để đăng ký là 7.000 đồng trên một lần đăng ký, và các bạn sẽ nhận được 1,2GB data tốc độ cao sử dụng trong 24 giờ tính từ thời điểm đăng ký. Và để đăng ký quả cước D7 thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp sau: ON5 dấu cách D7 gửi đến tổng đài 1543. Và quả cước tiếp theo mình xin được giới thiệu đó chính là quả cước vô cực. Đây cũng là một quả cước ngày của nhà mạng Vinaphone. Giá cước để đăng ký là 10.000 đồng trên một lần đăng ký, và các bạn sẽ nhận được 5GB data tốc độ cao sử dụng trong 24 giờ tính từ thời điểm đăng ký. Và đặc biệt hơn, các bạn được còn miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Vinaphone dưới 20 phút và miễn phí 5 phút gọi ngoài mạng. Và để đăng ký quả cước vô cực thì các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp sau: ON5 dấu cách vô cực gửi đến tổng đài 1543. Và xin chúc các bạn đăng ký quả cước D7 và quả cước vô cực thành công để tận hưởng những ưu đãi của nhà mạng Vinaphone đem lại. Ngoài hai quả cước mình vừa giới thiệu đến các bạn thì trong phần mô tả ở bên dưới video mình cũng có giới thiệu thêm đến các bạn những quả cước mới nhất và ưu đãi nhất của nhà mạng Vinaphone, hoặc các bạn có thể tham khảo thêm tại website vinaphone.group. tại đây mình có giới thiệu đến các bạn tất cả các quả cước 4G của nhà mạng Vinaphone được cập nhật mới nhất hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Và nếu đúng các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc thì hãy comment bên dưới phần bình luận, mình xin được giải đáp các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.